Ok và hello anh em nhá. Chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thầy Ezi đây và chúng ta hôm nay sẽ tục với series là Diamond War nha anh em. Phiên bản 1.6.71 thôi. Vẫn chưa có phiên bản 1.6.72 anh em nhá. Thì link tải mình sẽ để phía dưới phần mô tả phần comment nhá. Vẫn là vào modgame2.com thôi. Và mình có lập một cái nick TikTok mang tên là Gấu Review. Mình sẽ review một số cái sản phẩm như đồ chơi, một số sản phẩm thông minh, đèn những thứ thì anh em phải tìm là Gấu Đẹp Trai Review. Hoặc là link sẽ để phía dưới nhá. Anh em vào cho mình xin một follow và một lượt like cũng như bình luận nhé. Hôm nay mình sẽ tiến hóa con gì đây? Hình như là mình tiến hóa gần hết tất cả con ở trong này rồi anh em ạ. Chính xác là tôi gần như tiến hóa gần là full hết ở trong này rồi. Gần như là chẳng có con gì mình chưa tiến hóa nữa anh em. Full hết rồi. Phải không? Chỉ còn một vài loài. Một vài loài thôi là chưa tiến hóa thôi. Còn đâu là tiến hóa hết rồi. Chẳng còn cái gì để mà tiến hóa nữa nhờ. Ok. Rồi anh em. Rồi. Weboss. Rồi. Chúng ta sẽ Gem King. Mấy con này không thể tiến hóa được luôn anh em ạ. Mấy con này khá là chịu luôn. Đấy. Dynasty. Pandora, Jomos, rồi Vampiso. Mấy con này không tiến hóa được luôn. Mình có vài con ấy, vài con ở cuối cùng ấy thì có lẽ sẽ có thể tiến hóa được. Mấy con này chịu, con này không. Con này tiến hóa rồi. Con Farkanic thì tiến hóa rồi. Con Fleagot này cũng tiến hóa rồi này. Aquadus cũng. Con vịt này chưa anh em ạ. Sao tôi vẫn còn con vịt này nhỉ? Con vịt này chưa nè. Con vịt dường như là con cuối cùng còn lại. Họ tiến hóa Phượng Hoàng Lửa đây anh em. Cho dễ. Con kia là lâu quá. Con kia là 35. Còn một vài con chưa tiến hóa. Cho tiến hóa nốt anh em ạ. Để hoàn thành xong cái bộ sưu tập bảng xếp hạng này. Rồi anh em ơi. Ok, Hellfire. Attack Defense, con Phượng Hoàng Lửa này mình chưa giờ mình tiến hóa cả anh em ạ. À. Lên anh em ơi. Fango, con này là Fango anh em ạ. Rồi anh em, level up thêm nha. Chúng ta cứ level up lên, tiếp tục. Tiếp tục rồi anh em. Đấy. Tiếp tục để cho nó tiến hóa lên một cái cấp độ mới. Vengo. Chúng ta sẽ cần hai anh em ạ. Sẽ cần hai cái nữa. Cần hai cái snack nha anh em ơi. Mà lag quá. Đang lag quá, chẳng hiểu sao lại bị lag thế. Con đấy là con nào nhỉ? Aquadus, à không, nó 20 hai mấy đấy. Ơ con nào nhỉ? À đây đây. Fango. Mình rất là ghét là khi mà vừa đang cho ăn lên mà lại mất 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 hình anh em ạ. Ghét lắm. Mà thôi không sao. Rồi, chúng ta sẽ lên được ngay thôi. Attack defense. Khả năng êm minh tiến hóa Phượng Hoàng Lửa này. Ối con này đẹp đấy. Con này đẹp đấy chứ anh em nhờ. Nhìn trông xịn xò phết. Mình tắt bớt mấy cái ứng dụng rồi đi ạ. Nó lag quá. Máy mình bây giờ nó cùi quá rồi. Cái này cái gì? Passage. Chắc tiện tôi phải xóa hết những cái ứng dụng rồi đi. Máy bây giờ. Uầy, Phượng Hoàng Lửa đẹp vãi cả lều anh em ạ. Một con Pokemon nó gọi là thần thoại à. Nhìn có vẻ thần thoại đấy. Rồi anh em ơi, 156 với 169 mình có tầm 13 loài nữa. Chúng ta còn tầm 13 loài nữa mình chưa tiến hóa được. Mình sạc cái điện thoại vào nhé. You go first.
gì đây? Dri Dri Quy. À, xin chào, hello bạn. Hello bạn ơi. Có chiêu gì con này đánh nhiều đấy thì sẽ tăng thủ đấy trước, xong rồi đấm nhau sau. Có chiêu gì không anh em? Có chiêu gì giảm thủ, giảm giết của nó? Không có anh em ạ. Nó cứ đánh thôi kìa. Chứ biết làm nào. Iceberg. Không giảm thủ, không làm gì được. Không có một cái chiêu gì luôn anh em ạ. Có Zomos thì khá nhiều người dùng. Điện ạ. Có điện này không có nhiều chiêu ngon lắm đâu, bình thường. Thủ mình đang gọi là cực trâu mà anh em. Lửa anh em. Rồi. Rồi giảm thủ rồi. Đấy, con này thủ kém mà, con này thủ kém lắm. Sợ nó búp thủ lên bây giờ. Nó không sử dụng item mà. Rerus. Rerus, con này đang thủ yếu. Wow. Wow 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 wow. Thật sự là wow luôn đấy. Hệ nước à. Winter Chill. Attach. Ồ, cái Winter Chill đấy là ngon vãi cả nồi mà không dùng. Phí thật sự luôn. Thật sự là phí luôn. Phi phạm nhỉ. Con này sẽ dùng khá nhiều đấy. Hoặc là con này. Con này dùng cũng khá nhiều. Con này có cái chiêu giảm thủ à. Hết chiêu rồi anh em ơi. Em nghĩ sẽ ăn cái này lên trước. Tăng thủ lên. Mắc thủ luôn. Và dùng con này. Chết rồi, nhầm. Nhầm chiêu vãi cả cút. Mà vẫn giảm được thủ công của nó xuống. Con cờ hói vừa tăng công không? Mình có ấy mà. Winter Chill. Ô, không bị xích à? Có tỷ lệ xích thôi anh em ạ. Cay nhỉ. Retrain. Chill vậy đúng là. Mình sẽ dùng cái này nhá. Không bị ấy luôn. Vãi cả cứt. Đen thế. Đúng đen luôn. Nhờ. Iron Beam. Có nên tăng thủ cho bọn này lên cho nó khỏe. Con này thủ đang hơi yếu. Rồi tất cả đều thủ đều mắc rồi anh em. Chẳng phải xoắn nữa. Ok bây giờ cứ dùng chiêu lửa thôi. Con này thủ đang yếu mà. Có ấy này. Có cắn độc này. Con này bị ốm ấy. Blizzard Strong. Nhưng thủ mắc thủ luôn. Sắn gì nhờ. Nước à. Có hiệu ứng gì không? Winter Chill. Đây tiếp tục sẽ tăng thủ của chúng ta lên anh em. Nhưng mình nghĩ là không cần lắm. Cái này sẽ giảm thủ rồi. Đấy mà như thế này. Chúng ta đấm thủ của nó rất nhiều. Có thể hồi máu nữa là đẹp. Hồi máu á. Con này bọn này toàn dồn công mà. Dồn công là hơi bị ngáo ngơ à. Để xem tôi thắng nó đây anh em. Nó chưa biết sử dụng cái chiêu gì đúng không? Mình còn một chiêu độc nữa, cắn. Buckleberry. Ê nhờ. Iron Beam. Ghi gớm phết nhờ. Không còn chiêu gì rồi. À có chiêu độc này. Tưởng không dính luôn. Mình có thêm một chiêu độc nữa. Frozen Mist. Tấn công nó bị giảm rất nhiều anh em. Mình nghĩ mình sẽ búp công lên. Búp công lên tiếp. Nice, nhìn trông có vẻ là được đấy nha. Mình có thể búp công hoặc là làm gì đấy. Giảm cái khả năng êm minh của nó xuống. Đấy. Để khiến nó đánh xịt nhiều hơn. Kiểu ấy. Bọn này có mấy cái chiêu khỏe lắm anh em. Nó sẽ có một chiêu nổ anh em ạ. Con này sẽ có một chiêu nổ à. Sấm sét khắc chế cả nước cái ấy à. Đánh thì đánh thôi. Chúng ta tiếp tục có giảm thủ à. Không quan trọng lắm. Thật ra là không quan trọng lắm với mấy cái chiêu đấy. Tại vì chúng ta khắc chế nó mà. Có chiêu cắn độc nhưng mà mình nghĩ là không cần. Cắn độc nên để dành cho một con khác. Tiếp tục có giảm thủ. Con này đang có cái thủ tăng luôn.
tăng thủ không? Phải con này không? Buckleberry. Vậy là good. Mình hồi máu anh em. Mình hồi máu, chơi chiêu hồi máu. Use spray lên. Cái này giảm công nữa. Smoke screen. Thủ đang rất trâu ý. Nên tôi cũng không đánh được. Andrens. Attack. Mình không quan tâm lắm. Không quan tâm lắm tới Andrens. Tại vì nó khắc thì nó chỉ khắc được lấy thôi. Ok, ra có tận 2 chiêu ngon. Mất luôn Andrens. Đợi mà, chiêu em mất được luôn Andrens. Electric Pun. Ok bạn ơi, bắt buộc phải giảm thủ anh em. Nó có đang có cái mắc thủ không? Nhưng không vấn đề. Nó sẽ hồi máu, theo mình đoán nó sẽ hồi máu. Use spray. Ok. Để chạy mà. Rồi cái này có thể giảm thủ của nó xuống tiếp tục được anh em ạ. Và con này thủ, thủ mới bị giảm không? Mình cũng không rõ nữa. Con này sẽ hồi máu luôn. Chúng ta phải làm những cái chiêu gì có thể giảm được thủ của nó anh em. Giảm thủ à? À, chiêu này giảm thủ này. Vừa bị ốm mà vừa bị giảm thủ. Nó có chiêu này để sẽ dành cho Rayrus đấm được. Requi. À, thủ mình đang bị giảm rất nhiều anh em nhá. Thủ tôi đang bị giảm cực kỳ nhiều luôn. Mưa băng. Mưa băng có tác dụng gì không nhỉ? À, giảm thủ anh em ạ. Hay quá. Chơi gây ốm á. Chơi gây ốm á, con này đang bị ốm ấy. Có gì hay? Shockwave. Nó chẳng là gọi là có cái giá trị gì nhiều đối với chúng ta. Thật sự là như vậy. Lửa anh em. Cho có cột lửa nha. Nên nhớ ta sẽ có cột lửa bây giờ nha. Smoke screen. Cột lửa để dành để đấm phát cuối. Thật khỏe. Rayrus. À, cái Rayrus để có thể để có thể làm mất được cái anh em ạ. Hay phết nhờ. Ở đây giờ sẽ có nước. Nhưng mà không có chiêu gọi là ấy lắm. Rayrus sẽ có thể giờ làm mất cái này luôn. Học tập tí nhờ. Chúng ta học tập từ người bạn của chúng ta. Đấy. Lại gây ốm. Yếu thế nhờ, cái Rayrus tăng công nhưng mà sao yếu thế. Mình lại có thêm cái chiêu chói gây ốm này. Thốn vãi. Toàn chiêu chói gây ốm. Trận này chắc là lâu ấy. Mình cứ đánh đến tầm 15 phút rồi nha anh em. Còn đánh được thì đánh mà chắc là vẫn thắng thôi. Nhưng mà đánh lâu rồi. 13 phút rồi. Mà cái này nó không đổi chắc là lâu lắm. Đấy, chả biết bao giờ mới thắng được. Tôi còn một chiêu ốm nữa. Oh, enemy disconnect. Đấy, thua luôn nhá. Nó không thể chịu được đổi chúng ta nên nó thua luôn anh em. Chúng ta đang cái trainer đang tăng điểm để thăng hạng anh em ạ. Đánh khá là gọi là hay. Mình biết được tác dụng thêm của cái Rayrus là cực kỳ là hay nha anh em. Rayrus để gọi là giải độc à. Hay. Và vừa cả tăng cả đam nữa. Đó là cái gì đấy tuyệt vời. T Gaming. Chúng ta gặp T Gaming ở trong này luôn á. T Gaming phải ở trong Minecraft không ta? Giống lắm, giống kiểu ở trong Minecraft lắm. Nhưng nó đánh trước nhỉ, mình đánh sau. Ui, mấy con đồng. Crystal Slash các kiểu. Có hệ gì? Hệ bóng đêm à? Hệ bóng đêm thì mình khắc chế mà, đúng không? Có chiêu gì gây đam chưa có anh em. Tức cái củ nồi mà tức. Tức cái bíp mà tức nhá. Dùng cái này trước là chuẩn nhất. Xong rồi dùng cái này để cho nó độc.
Đấy, nó gọi là hiệu ứng kinh điển này. Đoán nó sẽ dùng Rayruth để nó sửa. Thằng này nó không biết tác dụng của cái Rayruth giải độc. Giải độc rất hay. Nó chiêu giải độc cực kỳ hay. Mình phải nói cho anh em như vậy. Cái chiêu bắn này cũng sẽ giải độc, cũng sẽ giảm giáp này. Team nó gọi này là toang túi cả chuối cả này, mình đang bụng. Cua đi cưng ơi, 15 phút rồi đúng không? Rồi mình sẽ dừng tập ở đây nhé. Trận này chắc là mình cũng thắng thôi. Kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm rồi anh em ạ.